Tháng năm về, gợi nhớ cho tôi ngày của mẹ. Mẹ tôi là một thiếu nữ bình thường trong một gia đình nghèo, ngày ngày đi gánh nước thuê kiếm sống. Năm 18 tuổi, mẹ lập gia đình với ba tôi. Sinh được 8 người con, chết một còn lại 7. Tôi là người con đầu lòng, nhưng bất hạnh thay, tôi bị sốt bại liệt khi chưa tròn 1 tuổi. Tất cả tình thương của mẹ dành cho anh em tôi và nhất là tôi. Mẹ cố gắng chạy chữa cho tôi nhưng lực bất tòng tâm. Tôi phải chịu cảnh tàn phế suốt đời. Mẹ nghĩ ra việc gửi tôi vào cô nhi viện công giáo để có bạn cùng bệnh. Tôi không có bị mặc cảm sống bên lề xã hội mà biết tự chăm sóc bản thân. Không ngờ tình thương thiết thực này của mẹ đã đưa tôi đến hạnh phúc tuyệt vời cho suốt đời tôi. Đó là ơn được biết Chúa và làm con Chúa trong giáo hội công giáo. Sống trong môi trường cô nhi viện, tôi có dịp nghe nói về Chúa, biết Chúa thương tôi và tôi muốn làm con của Chúa. Nhưng trước khi đạt được hạnh phúc đó, tôi phải trải qua một thử thách lớn là phải chờ đợi sự chấp thuận của ba mẹ tôi, nên không được chung vui với các bạn cùng nhóm trong ngày tuyệt vời đó. Nhưng Chúa lại dành cho tôi sự bất ngờ lớn hơn nữa là sau một thời gian, cha xứ báo là tôi được tòa giám mục chuẩn y lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo chiều ngày 24 tháng 12 năm 1978. Rửa tội, thêm sức và thánh thể. Tôi xúc động không nói được nên lời. Đức Maria đã xin Chúa hài đồng đêm đó. Đồng thời, tôi cũng được sinh ra trong lòng giáo hội. Mẹ chăm sóc Chúa Giêsu thế nào thì cũng chăm sóc tôi như vậy. Con hạnh phúc quá. Từ nay, con thuộc về mẹ. Để mẹ dắt con đến Chúa Giêsu, con của mẹ. Thế mới hiểu được tại sao giáo hội công giáo lại dành trọn tháng năm để tôn kính Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ của mỗi người chúng ta. Các bạn ơi, chúng ta hãy tiếp rước Đức Maria vào đời sống Kitô hữu của mình. Sống với mẹ, kể cho mẹ nghe những chuyện vui buồn của đời thường hàng ngày. Mẹ sẽ lắng nghe, thấu cảm, bồi bổ sức mạnh thiêng liêng, làm tăng lực và giúp cho chúng ta chu toàn bổn phận trong bình an và vui tươi. Ngày của mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều và cầu nguyện cho linh hồn của mẹ. Con tin chắc Đức Maria đã đón nhận con thì cũng đón nhận mẹ. Con cầu chúc mẹ sống hạnh phúc bên Chúa và mẹ Maria, và xin đừng quên con.